Hello, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã đến với channel của mình và mình là Lộc Sutaki. Trong video ngày hôm nay thì mình sẽ chơi tiếp Minecraft Thanh Gươm Diệt Quỷ. Và hiện tại thì nơi ở của mình đã có một chút chỉnh sửa rồi. Mình làm cho cái cổng của mình nó có một cái cửa đàng hoàng á, để kẻo cuốn của mình đi ra ngoài rồi bị quỷ ăn thịt thì như vậy không hay tí nào. Bên cạnh đó thì ở phía sau nhà mình cũng làm một cái thửa ruộng, chủ yếu là để mình nuôi bò thôi. Và số lượng bò đó thì nhằm mục đích là mình lấy những cái miếng da này nè. Mình đang rất cần da để chế tạo ra những quyển sách và làm full cái dàn cường hóa của mình. Rồi, để xem bây giờ mình sẽ làm được bao nhiêu quyển sách. 54 quyển. Và 54 quyển thì làm được 15 kệ luôn. Vậy thì mình dư sức để mình cường hóa full cấp độ rồi. Đây, đặt vào. Ở đây. Rồi, giờ cường hóa được 28 cấp rồi. Như vậy là chắc 30 rồi nè. Chính xác luôn. Thanh đầu tiên thì cho mình vào quét cảnh. Quét cảnh thì khi mình đánh lan thì nó sẽ gây được sát thương cao hơn á. Ok. Cũng được. Mình sẽ lấy ngọc lưu ly ra rồi mình cường hóa luôn. Dù sao có dòng cường hóa thì vẫn tốt hơn mà. Rồi. Và mình sẽ được thêm hại thay ma nữa. Ui, hình như cái dòng hại thây ma này vẫn có thể áp dụng trên những con quỷ hay sao á. Vậy thì tốt nha. Cực tốt luôn. Rồi, cái bộ đồ của người diệt quỷ mình cũng sẽ cường hóa lên nè. Speed boost, tăng tốc độ à. Chậm hỏng. Ok, mình sẽ lấy speed boost thử xem. Còn có thêm cả bảo vệ và chậm hỏng nữa chứ. Quá là tốt luôn. Bữa nay có thể nói là mình cường hóa cực kỳ hên luôn ấy nha. Còn riêng cái áo thì hôm nay mình chưa có cường hóa đâu. Tại vì mình muốn nâng cấp nó lên thành bộ đồng phục của Tanjiro nè. Cộng thêm cho mình được hai giáp mà còn đẹp nữa. Nhưng mà hiện tại thì mình cần phải tìm len đen với cả là len xanh lá cây thì mới có thể làm ra được. Chắc một tí mình phải qua cái vùng sa mạc để mình có thể lấy được những cái xương rồng rồi. Ok, quyết định vậy đi. Ngoài ra thì mình còn một cái nhiệm vụ gian dở chưa có làm được. Đấy chính là nhiệm vụ tiêu diệt cái con quỷ tai nè. Hổm rài nó trốn mình quá, mình kiếm nó mà không có thấy đâu hết. Thế nên là bữa nay chắc sẽ đi tìm con quỷ tai để xử lý nó luôn á. Ui, trời gần sáng hay gì ta? Hình như trời gần sáng mất rồi. Ui, đằng kia có con quỷ gì mà nó cầm cái quạt kìa. À, ngươi định múa quạt cái gì? Này thì định múa quạt hả? Xử gọn nó luôn. Con quỷ này có vẻ mới với mình nè. Nó là con cấp 3 á. Chà, căng vậy. Còn mấy cái con quỷ nhóc ác này thì một hit một thôi. Nhanh gọn lẹ. Đây. Xong. Đây, mình thấy xương rồng luôn nè. Mình sẽ tranh thủ mình lấy xương rồng về. Để coi. Cái đồng phục của Tanjiro là cần 5 cục len màu xanh lá cây. Thế nên là mình sẽ lấy 5 cái xương rồng về. Rồi, màu đen. Chỉ là mình cần phải đi săn thêm cả mực nữa. Phải đây rồi. Con quỷ tay kia rồi. Tới số người rồi. Đợi mình sẽ dùng kỹ năng mặt cực mạnh của mình xử lý nó. Đâu rồi? Đây. Mình vẫn không nhận được cái thành tổ. Ôi trời, con quỷ này nó ghê vậy. Một mình nó cân ba luôn cơ. Ây da. Để mình coi lại nhiệm vụ coi. Hay là do thanh kiếm của mình ta? Để mình thử dùng thanh kiếm hơi thở của gió xem. Xem coi có tính nhiệm vụ hay không nha. Này thì quỷ tai nè. Nó vẫn không tính nhiệm vụ cho mình. Mà tạm thời gác qua cái chuyện con quỷ tai đi. Ở đây mình thấy có nhà của ai nè. Cũng có máu của Musan nữa. Có thuốc. Quay được với ta. Còn có tầng hầm nữa. Cái này giống như là đang nhốt ai vậy á. Nhưng mà mình không thấy ai trong đây hết. Có nè. Đây là Tamayo. Chị này là người tốt nha. Đây là nhà của người tốt. Không sao. Mà tính ra mình cũng gần nhà chị này nữa. Vậy là mình có một hàng xóm rồi. Quá là ok luôn. Nhìn rảnh thì mình sẽ qua đây để kiểu như nhờ chị ấy chế tạo thuốc giùm. Sau này mình cũng sẽ cần tới Tamayo đấy.
mà lạ thiệt. Tại sao cái nhiệm vụ tiêu diệt quỷ Tây đó mình làm vài lần rồi mà vẫn không làm được là sao ta? Kỳ cục kẹo thiệt luôn ấy. Ở trước mặt mình là cai gia cư. Ây da, ây da, ây da. Ôi, con quỷ lao tét này. Oh. Trước mặt mình là cái tên cai gia cư kìa. Hắn là tên có thể sử dụng hơi thở sấm sét đấy. Nhưng mà hắn đã biến kiểu như là nhận máu của Muzan để biến thành quỷ rồi. Mình sẽ xử lý hắn. Tên cai gia cư khốn kiếp. Mày thì uống máu của Muzan hả? Vô. Ây da, ây da, ây da. Ui, hắn dùng hơi thở sấm sét cơ. Ôi ôi. Nhưng mà có vẻ bây giờ hắn đang mạnh hơn mình thì phải. Mình không xi nhê với hắn cho lắm. Ai vui. Chết tiệt, hắn có máu Muzan vô hắn mạnh quá. Bây giờ mình quýnh không lại hắn rồi. À, vào đây. Trong lúc tránh né tên cai gia cư thì mình đã gặp được mực rồi. Mình sẽ đi pha mực để mình kiếm thêm túi mực và mang về. Kết hợp với Len để làm ra bộ đồng phục của Tanjiro thôi. À, mình đủ túi mực rồi. Giờ thì chắc đi kiếm thêm Len nữa thôi à. Ồ, ở đây có một bộ quá thạch nè. Chưa, để mình dò tìm thử coi. Nhiều khi trong đây lại cho mình thêm đồ. À, đồ nó lộ thiên luôn. Đây, nó có những cái cục ngọc lục bảo ở đây nè. Ý, giàu to, giàu to. 4 khối ngọc lục bảo luôn. Xịn xịn. Đào thêm ít cái quặng ngọc lục bảo nữa. Ồ, trên đường về lại gặp thêm con quỷ tai một lần nữa nè. Lần này mình sẽ thử kéo rỉa máu nó xong rồi sau đó mình sẽ dùng một cái vũ khí khác mình tiêu diệt coi. Chẳng hạn như cây rìu. Ây da, nó quýnh mình đau quá. Ồ, mình dùng vũ khí khác thì nó vẫn không nhận nhiệm vụ cho mình luôn. Ồ, kỳ lạ thiệt ấy. Ê, mà bên đây nó có len luôn ta. Sao trùng hợp vậy, mình đang thiếu len á. Vậy thì xin nốt luôn chứ sao nữa. Ây da, ây da. Lấy len mà cũng bị quấy rầy nữa nè. Nguyên vật liệu chế tạo đồng phục của Tanjiro mình đã có hết rồi. Bây giờ vào nhà và chế tạo liền thôi. Mình sẽ cần có... Ồ. Nhưng mà trước tiên thì để mình nấu xương rồng ra cái đã. Rồi, bây giờ thì mình đã có thể chế tạo thành đồng phục của Tanjiro rồi. Này. Có liền, có liền. Ui, mà đồng phục của Tanjiro đúng đẹp luôn á. Này. Wow. Và bây giờ mình thử coi mình có kết hợp với cái đồng phục của mình được hay không. Ô, được luôn, và nó full độ bền lại luôn nè. Hay gì ta. Rồi. Giờ thì mặc vào. Ý trời ơi, quá là đẹp luôn. À, nhưng mà có điều bây giờ mình nghĩ là mình nên cường hóa lên một chút nữa. Bảo vệ khỏi lửa. Cũng tốt, cũng tốt. Tại thỉnh thoảng mình cũng bị cháy á. Ô, nhưng mà mình không đủ ngọc lưu ly rồi. Oh man. Thôi tạm thời mình mặc tạm bộ đồng phục của Tanjiro mà chưa được cường hóa đi. Rồi nào mình có thêm lưu ly mình cường hóa cái xịn luôn cho tốt ha. Chứ cường hóa mấy cái dởm dởm thì xài nó cũng không được lâu đâu. Rồi mình nghĩ là mình nên lấy thêm thức ăn á. À, nếu mà mình làm cái nhiệm vụ tiêu diệt quỷ tai không được rồi thì mình sẽ vượt nhiệm vụ luôn đi. Mình làm nhiệm vụ kế tiếp là bước vào cái ngọn núi Natagumo. Uầy, ngọn núi Natagumo đó không biết có gần nhà mình không nữa. Để mình đi thử mới biết được. Đây là núi Sagiri rồi, vậy là núi Natagumo là một ngọn núi khác nữa hả ta? Úp, một hang. Dưới này là... cái gì vậy? À, lại là chỗ của mấy thanh niên chiến binh gà. Sao đi đâu cũng gặp mấy thanh niên chiến binh gà này hết vậy? Và nó, bọn chúng có rất là nhiều len luôn nè. Có gì mình lấy len bọn chúng cũng được á. Và cho mình sắt với cả vàng. Ok. Lại thêm danh trại của bọn chiến binh gà nữa. Ban đêm thì bị quỷ giấy, ban ngày thì toàn gặp chiến binh gà thôi. Bước ra đây. Bước ra đây, mình khô máu luôn. Hơi thở mặt trời hơi bị khỏe nên mình không có ngán đâu. Rồi lấy sắt và vàng của bọn chúng thôi. À, hình như hết rồi. Bọn chúng cũng không có được giàu có cho lắm. Ồ, đằng xa xa kia mình thấy nó có một cái ngôi đền hay là ngôi mộ vậy nè. Mình thấy có đào lâu xương sọ ở trên luôn. Yêu, ghê vậy. Để mình tìm hiểu thử coi. Ê, có đồ ở dưới.
Ồ, được quá ta. Vô tình có thêm một ít đồ luôn. Rồi, khối ngọc lục bảo mình cũng sẽ lấy về. À, nó còn có spawner nữa. Rồi, có vẻ là hết rồi đó. Uầy, tính ra trên đường đi tìm ngọn núi Natagumo á, mình gặp được hơi bị nhiều công trình luôn á nha. Trước mặt mình lại là một cái tòa tháp gì mới nè. Khá là cao luôn. Được đấy, mình sẽ lấy khối lưu ly này xong rồi mình sẽ bước vào tòa tháp đó thử coi như thế nào. Lối vào nó đâu ta? Ồ, đây là Z Tower. Trong này có gì không? Ồ, kim cương. Ồ, tòa tháp này giàu, tòa tháp này giàu nha. Thời mình tới rồi. Phải khám phá sạch sành xanh cái tòa tháp này mới được. Nhưng mà hơi nhiều quái thì phải. Này thì hơi nhiều quái nè, kiếm mình mới được cường hóa. Hơi bị mạnh luôn. Rồi không quên đập hết mấy cái lồng spawn này. Thì mới tầng dưới thôi mà đã cho kim cương các thứ đâu quá trời cơ. Đã chưa? Đi tiếp đi tiếp. Tầng tiếp theo thì à là một cái mê cung bằng kính. À cái này thì dễ vượt qua. Ui tưởng thế nào mình đập được mà. Mình có thể đập qua đi cho nó nhanh. Rồi tầng này có quái không? À tầng này là tới ba cua rồi. Ui tòa tháp này thử thách vậy. Ây. Mình nhảy cao quá cái nó hút luôn rồi. Hi. Nhảy một cái một qua luôn. Chắc do mình bây giờ mình sở hữu tốc độ cao ấy nên cũng dễ vượt qua ha. Ui tầng này có phù thủy quá trời nè. Mình phải dùng hơi thở mặt trời để mình tiêu diệt từ xa thôi. Áp sát là phù thủy chọi đồ mình đó. Nguy hiểm lắm. Ồ, núp núp sau hàng rào hả? Xử gọn luôn. Rồi, không có cho mình thêm đồ mới. Lúc nãy mình mới khen là kiểu như cho cái đống đồ xịn á. Bây giờ hết rồi. Lên đây cho đồ bèo quá trời luôn. Nhưng mà mình vẫn còn vài tầng nữa hay sao ấy. Nên là cố lên. Chinh phục nốt tòa tháp này nào. Ui tầng này hơi nhiều quá nha. Rất nhiều luôn. Ui ui chọi thuốc. Chơi chơi mà chọi thuốc. Rồi. Tầng này lại là kim cương nè. Kim cương ngọc lục bảo là chính thôi. Còn gì khác không? À còn có ca sắt nữa. Hình như ở trên là tầng cuối rồi đó. Ở tầng cuối chưa vậy? Ui nó còn có bạn cường hóa nữa nè. Này thì ha. Phù thủy. Quá dữ luôn. Tiếp tục là phù thủy. Ấy rồi luôn. Cái gì tới cũng đã tới rồi. Mình đã dính độc rồi. Ấy ui. Ồ phải mình tìm thấy tòa tháp này sớm là chắc mình đã cường hóa được từ ngày hôm qua rồi nè. Ở đây nó có rất là nhiều sách luôn. Và nó còn cho hẳn mình một cái bàn cường hóa miễn phí nữa. Xịn thì chứ. Vẫn chưa hết. Ở trên nó vẫn còn đường. Ê. Đừng có manh động nha bà phù thủy. Trời ơi cái tòa tháp này toàn là phù thủy thôi. Oh no. Quá trời phù thủy rồi. Hết chưa? Sao mình vẫn còn nghe tiếng phù thủy đâu đây vậy? Nhưng mà đường đi là đã hết rồi nè. Ok có vẻ là mình đã chinh phục xong cái tòa tháp này rồi đó. Uầy, tòa tháp này thấy vậy thôi nhưng mà cũng cho mình bộn đồ phết đấy. Được. Rồi, cạnh tòa tháp này là cả một ngôi làng luôn. Ừ, để mình xem coi. Ê, sao dân làng này mặc đồ lạ vậy? Để mình xem thử dân làng này là. À, dân làng kiểu bán đồ liên quan tới thủy cung. À, bán mấy cái lăng trụ biển nè. Ồ, được quá ta. Ngôi làng này cũng tương đối thôi. Nhưng mà cái chuông đâu? À đây 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 cái chuông đây. Nhà mình đang thiếu cái chuông. Mượn tạm về gắn ít bữa đi. Rồi nào mình có chuông rồi mình trả là sao? Mình lại gặp một ngôi nhà của chị hàng xóm hồi nãy nè. À, nhưng mà chị hàng xóm lần này thì lần này vừa có Tamayo và vừa có Yushiro luôn. Được quá ta. Còn trong tầng hầm ơi, có ai nữa không? À không có ai hết. Được quá ta.
Và mỗi lần vô đây thì mình sẽ có được một ít máu của Muzan mang về nè. Cũng ok lắm luôn. Ê, mình được một cái thành tựu gì kìa. Khi mà mình ấn vào Yui Tamayo thì mình sẽ được cái thành tựu là nói chuyện với Tamayo. Nhiều khi sau này Tamayo sẽ giúp mình bào chế ra những cái loại kiểu như vaccine mình chích vô cho những người bị biến thành quỷ ấy. Cũng khá là ok đấy. Ồ, đằng kia là nham trụ đang chiến đấu với nham trụ đang chiến đấu với cái tên Akaza kìa. Ui, tôi coi tên đó mạnh chưa. Ây da, mình phải hỗ trợ thôi, mình phải hỗ trợ thôi. Đâu rồi Akaza hả? Akaza. Ây da. Trời ơi. Akaza hả? Hỗ trợ. Đâu rồi? Ui. Hắn đâu rồi? À đây hắn đây. Này thì Akaza nè. Akaza hả? Mình tham gia hỗ trợ luôn. Bùm chiếu quá trời ơi. Quá trời quá đất, hắn mạnh thôi. Ơi đừng có phá nhà của Tamayo nha. Tên khốn. Ui, mình phải ăn lại hồi phục mới được. Hắn ghê quá vậy. Ouch. Trời ơi, hắn dùng đòn cực mạnh luôn kìa. Vô. Chặn hỗn chiến nè. Ái dùi. Cái trụ cột quá là khỏe luôn á. Mình đánh có chút xíu mình phải ra để hồi phục. Cái trụ cột cứ quẩy nãy giờ chưa hết nữa cơ. Trời ơi, đánh một hồi vô nhà của Tamayo bây giờ. Thiệt luôn á. Chuyện gì tới cũng đã tới rồi. Oh no. Ê, hắn dùng đòn. Ý. Ui, may quá mình chạy kịp. Không. Ui, hắn vẫn còn sống. Trời đất. Ui, hắn quýnh mấy trụ cột lên bờ xuống ruộng luôn á. Rồi. Ố. Yes. Dạ, nhờ sức mạnh của hai trụ cột vừa rồi, mình nhào vô mình chỉ hỗ trợ một chút thôi, mà mình đã đánh bại được một cái tên trong thập nhị quyệt quỷ rồi. Wow, quá đã luôn. Mình được một cái huyết quỷ thuật của tên Akaza nè. Nhưng mà hiện tại mình chưa có dùng được cái này á. Mình phải uống máu của Muzan thì mình mới xài được cái này. Nhưng mà làm sao, cũng ok rồi. Đó là một cái cột mốc mới của mình. Mà công lao lớn vẫn là của Luyến trụ với cả là Hà trụ thôi, chứ mình hồi nãy là mình chỉ vô mình góp có chút xíu đam mà. Ok, hy vọng là có dịp mình sẽ dẫn Luyến trụ với Hà trụ về nhà của mình để đãi một bữa ha. Còn giờ thì chắc mình phải đi tiếp thôi. Ủa cái gì? What? Ôi, con xương này nó có cái dàn lo sau lưng kìa. Để mình lại gần cho các bạn nghe nhạc nha. Trời ơi. Con xương đi hát dạo à. Được quá ta. Rồi, quýnh nó không có rơi ra cái dàn lo của nó rồi. Phải có, mình mượn mình mang về, mình lâu lâu mình bật nhạc mình nghe. À, cái mụ mà lúc mới đầu ký đầu mình kìa. Lúc mà mình ở dưới hang mình mới ngồi lên ký đầu mình một cái mình xỉu luôn á. Mình nhớ mặt nha, chứ không phải mình không nhớ đâu nha. Tới công chuyện với mình rồi, để mình ăn cái cho hồi phục cái coi. Tù nào mà không trả. Tới công chuyện thôi. Nhào vô. Khốn kiếp. Này thì ha, hôm bữa ký đầu ai? Đâu rồi? Ký đầu ai hả? Láo tét. Mụ láo tét. Này thì láo tét nè. Trả giá đi. Chết tiệt. Trả giá đi. Dạ, mình sắp đánh bại được rồi. Ui. Ouch. Ôi. Mụ ta kêu thêm đồng bọn. Ây. Chết tiệt. Chơi mà chơi kêu thêm đồng bọn. Ui. Ouch, 2-1 à. Mối thù này lại gia tăng rồi. Mụ ta kêu thêm người anh em của mụ ta ra đi hỗ trợ. Chết tiệt thiệt. Hay thế nhờ. Đợi đấy. Mối thù này mình nhất định phải trả mới được. Mình đã bị mụ ta quýnh hạ 2 lần rồi.
ấm ức thế. Trời đất ơi. Rồi cái chuông cửa thì mình sẽ đặt. Ê, cái gì nữa vậy? Cái tên này. Con quỷ chết tiệt. Ta đang quạo nha. Người xuống đây, người xuống đây. Người con ngồi, người xuống đây. Người con ngồi, người xuống đây. Sao người không xuống đây đi? Được, mình sẽ lên mình bẹp hắn luôn. Láo. Này thì láo láo. Này thì láo láo. Ồ. Oh. Hồi nãy mình vừa tiêu diệt thêm một cái con quỷ tay khác và mình đã chính thức trở thành một trụ cột rồi. Tăng tiến sức mạnh, tăng tiến sức mạnh rồi. Và lượng máu của mình hiện tại là 20 trái tim ơi. Đây đây, mình bắt đầu mình khỏe khỏe hơn rồi đấy. Ây da, ây da. Mấy con quỷ nhóc ác này hả? Giờ mà sao suy nhê mà nói. Con này bước vô đây. Bước vô đây. Gãi ngứa thôi. Gãi ngứa thôi. Sao mà đụng vô được. Ôi quỷ quách. Ôi cái gì mà ghê vậy. Ôi con quỷ kia nó. Nó sâu xé xác của một người thợ săn quỷ khác kìa. Cơ thể của người này bị chia làm nhiều phần luôn. Ui tội nghiệp vậy. Trời ơi tay chân các thứ bị chia ra tùm lum hết luôn rồi. Mình ăn được không? Really nigga. Ghê ta, có những con quỷ nó có những cái năng lực rất là ghê rợn luôn á. Nhưng mà hồi nãy mình tiêu diệt được cái con quỷ tay đúng không? Và nó vẫn chưa tính cái nhiệm vụ cho mình. Cay thiệt luôn. Có gì đó sai sai khi mà mình làm nhiệm vụ này hết á. Hay là do mình không cầm thanh kiếm của Tanjiro lúc mà tiêu diệt cái con quỷ tay đó ta? Ờ, dám lắm luôn. Vậy thì chắc mình phải quay về nhà để mình chế tạo thêm kiếm để hy vọng là kiếm được một cái thanh có thể sử dụng được hơi thở của nước đi. Và mình làm thử cái nhiệm vụ đó coi coi có được hay không. Chứ hiện tại mình cố làm thì nó vẫn không đạt được này. Ồ, hồi nãy về nhà mình coi lại công thức thì mấy cái mảnh này mình có thể ghép lại thành một cái người thợ săn quỷ luôn kìa. Ồ. Ồ. Ủa hay vậy. Ủa cái này là người bạn của mình đúng không? Ví dụ mình đi thì còn người bạn này có đi theo mình không? À không đi theo mình hả? Thôi kệ cũng được. Mình tạo ra cái người này để ở nhà bảo vệ chú cún của mình thôi cũng ok á. Tại vì lúc mình đi vắng thì ít ra cũng có người ở nhà trông chú cún của mình. Được luôn, ở nhà nhớ bảo vệ chú cún của tôi nha. Còn bây giờ thì mình sẽ lấy những cái Scarlet Orb và Scarlet Sand còn lại của mình để mình tiếp tục chế tạo những cái thanh gươm diệt quỷ nè. Hy vọng lần này sẽ ra được thanh kiếm mà kiểu sử dụng hơi thở của nước nha. Nó dẫn ra thanh kiếm lưỡi đen à. Ồ, có gì ta. Mặc dù là thanh kiếm lưỡi đen này có mạnh thật, thế nhưng mà làm nhiệm vụ tiêu diệt quỷ tay thì có vẻ là không được rồi. Vậy là bây giờ chỉ còn cách là mình sẽ tìm cái vị sư phụ của Tanjiro thôi. Thường thì trong nhà của vị sư phụ đó sẽ có thanh kiếm sử dụng hơi thở của nước đấy. Tại vì sư phụ đó dùng hơi thở của nước mà. Được. Mình sẽ đi tìm vị sư phụ đó chẳng hạn. Để coi coi có gặp được hay không. Ơ. Mình gặp chú heo rừng. Ơ, mình leo lên mình cưỡi được luôn nè. Ý đã vậy. Được luôn, được luôn. Mình sẽ cưỡi chú heo rừng này. Yes. Mình có thú cưỡi rồi. Tuyệt vời. Đi xà quần cả ngày nhưng mà mình vẫn không tìm thấy được nhà của... Ủa đây đúng không? Ôi vừa than luôn. Ây da. Ủa tên nào đánh mình ghê vậy? À con quỷ này. Con quỷ chết tiệt. Dám đánh mình hả? Dám đánh mình hả? Mày thì... À tên này. Láo tét. Tên này hình như hôm qua mới bè mình nè. Ouch. Để mình ra đây mình ăn cái đó. Người đánh ta đi. Nghiệp sẽ quật người thôi. Người dám đánh ta hả? Láo tét. Rồi. Đợi đấy. Này thì láo toét nè. Ô. Và bây giờ mình mở được cái thanh tủ gì kìa.
Crimson Red Nichirin Blade. Oh, mình mới mở được một skill mới nữa. Wow. Nhưng mà hình như là... Rồi luôn. Heo rừng của mình đã bây giờ trở thành cái đùi luôn rồi. Tại cái tên kia không đó. Ủa, sư phụ của Tanjiro không có ở đây hả? À, bên đây nè. Mình đã có thanh kiếm của vị sư phụ đó. Thanh kiếm này sử dụng hơi thở của nước nên mình có thể mang về và học hơi thở của nước luôn. Quá đã. Ngoài ra còn có mặt nạ. Cái này là mặt nạ của Sabito nè. Và đây là mặt nạ của sư phụ đó. Mình sẽ mượn mang về luôn. Trời ơi, chuyến đi này tuy là có được kiếm đó nhưng mà mình đã mất đi thú cưỡi của mình rồi. Không thích con quỷ đó tí nào cả. Đây, vì mình yếu mà mình đã không bảo vệ được một cái thú cưỡi của mình rồi đó. Đó cũng là động lực để mình cố gắng luyện hơi thở cho mạnh hơn. Rồi sau đó mình sẽ bảo vệ những người bạn cũng như là những thú cưỡi của mình ha. Và hơi thở của nước này thì sử dụng nó rất là điệu nghệ nha. Ui giời ơi, coi kìa. Wow. Rất là đã luôn. Còn có rất là nhiều thức khác nhau cho mình có thể sử dụng đấy. Vậy nên là bây giờ mình sẽ trở lại ngọn núi này để luyện tập hơi thở của nước. Với cả là tìm lại cái con quỷ tay hồi nãy coi. Để mình có thể... Trên này còn có thủy trụ nữa nè. Bữa nay xài hơi thở của nước cái gặp thủy trụ luôn. Trùng hợp thì chứ. Ấy. Và mình gặp lại nhóc heo rừng rồi. Ui nhưng mà trước mặt đang có con quỷ. Thôi được rồi. Mình sẽ hạ con quỷ này. Để mình bảo vệ chú heo rừng của mình. Yes. Vậy là chút xíu mình có thể dắt heo rừng về đó nha. À và đây rồi, nó đây rồi. Tới công chuyện thôi, mình sẽ dùng hơi thở của nước để mình tiêu diệt nó. Ai du. Hơi thở của nước nè. Dùng hơi thở của nước tiêu diệt nó mà nó vẫn không tính nhiệm vụ à. Wait what. Thật vậy á. Kỳ vậy. Mình cứ tưởng là dùng hơi thở của nước mới. Ôi. No, tên Akaza đó một mình thì bây giờ không phải là đối thủ của hắn đâu. Hắn hư dữ đấy. Hơi thở của nước thấy vậy thôi vẫn không làm được cái nhiệm vụ đó. Uầy, hồi nãy mới có pha hợp tác giữa mình và Makomo để tiêu diệt một con quỷ kìa. Hay là do không có chú quạ của mình kế bên ta? Ủa, bữa giờ mình mới để ý là mình lạc chú quạ mất rồi. Chú quạ mà để giao nhiệm vụ cho mình á, mình bị thất lạc mất tiêu rồi. Nhiều khả năng là cũng có thể là do chú quạ của mình thất lạc nên nhiệm vụ không được nhận đấy. Không được hoàn thành đấy. Ồ, dám lắm. Nhưng mà nói chung thì trong ngày hôm nay... Ủa, phải chú quạ này không? À, không phải chú quạ này. Nhưng mà nói chung, trong ngày hôm nay thì mình đã có thêm một cái thanh kiếm sử dụng hơi thở của nước. Một trong những hơi thở mình thấy khá là thú vị luôn. Và đồng thời thì mình cũng đã tiêu diệt được một cái tên trong thập nhị nguyệt quỷ đầu tiên. Đó chính là Akaza. Nhưng mà với sự hợp tác của Luyến Trụ cũng như là của Hà Trụ thì mới tiêu diệt được hắn. Hy vọng là mình sẽ sớm đạt được một cái sức mạnh để có thể solo một một với tên Akaza cực kỳ bá đạo đó luôn. Rồi và cảm ơn các bạn đã xem hết video này của mình. Hẹn gặp lại các bạn vào những ngày sinh tồn kế tiếp trong cái hành trình trở thành thợ săn quỷ mạnh nhất của mình. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.